và thủ môn Văn Tiến. Đáng chú ý ở khu vực giữa sân ngày hôm nay xuất hiện Xuân Trường và Tuấn Anh, cặp tiền vệ rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Ngày hôm nay Công Phượng và Tuấn Tài sẽ sát cánh trên hàng công của U23 Việt Nam. Tuấn Tài lần đầu tiên được thi đấu, lần đầu tiên được đá chính, và chúng ta cũng hy vọng là sự khát khao của cầu thủ đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An này sẽ giúp cho anh có được sự bùng nổ trong trận đấu ngày hôm nay để có thể mang về một kết quả tốt đẹp cho U23 Việt Nam. Bên phía U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong trận đấu ngày hôm nay, họ không tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Ngày hôm nay thì đội trưởng Abdullah Ali của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngồi ghế dự bị. Abdullah Ali là linh hồn ở tuyến giữa của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng ngày hôm nay anh đã không xuất phát. Said, tiền đạo đáng chú ý bên phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay cũng ngồi ghế dự bị. Điều đó cho thấy sự tự tin rất lớn của các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về một kết quả tối đa trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên trong trận đấu này thì U23 Việt Nam cũng rất khát khao để có thể giành được kết quả tốt đẹp trước khi chia tay giải. Và chúng ta hãy cùng chờ xem các học trò của huấn luyện viên Miura sẽ thi đấu như thế nào trong trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay. Cùng giờ với trận đấu này thì trên sân Suhaim Bin Hamad diễn ra một trận đấu khác ở lượt đấu cuối cùng bảng D vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á năm 2016. Đó là trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Australia. Hiện nay thì U23 Australia vẫn còn cơ hội đi tiếp. Nếu Australia giành chiến thắng trước Jordan thì họ sẽ là đội giành vé đi tiếp chứ không phải là Jordan. Và lúc này thì cơ hội đi tiếp rất lớn đang thuộc về hai đội bóng Tây Á ở bảng D, khi mà vào lúc này cả U23 Jordan và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều dẫn đầu bảng. Vào lúc này U23 Jordan đang dẫn đầu bảng, họ đã có 4 điểm và có chỉ số phụ cao hơn so với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngày hôm nay nếu cả Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều hòa trước Australia và Việt Nam thì hai đội bóng này sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Trước trận này thì U23 Việt Nam đã tập kín. Đó là một cách mà huấn luyện viên Miura muốn tránh cho các học trò khỏi bị phân tâm bởi sự ảnh hưởng từ bên ngoài. Quả ném biên của Văn Thanh. Và lúc này thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới ở bảng D. Họ có hàng phòng ngự rất chắc chắn. Ở hàng phòng ngự của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có Musa B chơi rất hay. Ngoài ra họ còn được sự trợ giúp từ phía các tiền vệ đánh chặn, đặc biệt là Abdullah Ali, pha đi bóng của Công Phượng. Một pha đi bóng thể hiện kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 10 bên phía U23 Việt Nam. Chắc chắn là ngày hôm nay thì Công Phượng sẽ nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ phía các hậu vệ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Có thể thấy là các cầu thủ chúng ta đã nhập cuộc khá hứng khởi. Quả phạt góc cho các cầu thủ áo đỏ. Công Phượng là người đá phạt. Bóng được đưa vào tầm thấp, có thể xuất xa. Vừa rồi là cú đá của Xuân Trường. Và lúc này có thể thấy là U23 Việt Nam đang chơi khá tự tin. Ở phòng ngự của U23 Việt Nam ngày hôm nay, Nam Anh lần đầu tiên được đá chính bên cạnh Hoàng Lâm. Văn Thanh, cầu thủ mang áo số 14 mà chúng ta đang thấy xuất hiện trên màn hình, đảm nhận vị trí hậu vệ phải. Vị trí hậu vệ trái thuộc về đội trưởng Mạnh Hùng. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Toshiya Miura đã
ký tặng áo cho các học trò. Đó cũng là một sự khích lệ tinh thần rất lớn từ phía nhà cầm quân người Nhật Bản. Không khí trong các buổi tập trước trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất của đội tuyển U23 Việt Nam là rất thoải mái. Và lúc này thì chúng ta đang thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao, thi đấu vì danh dự để đạt được một kết quả đáng kể trước khi rời giải đấu. Quả phạt cho các thủ áo trắng cần phải rất dè chừng với Amba. Và lúc này thì Amba đang đứng sướng hàng công của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Anh là cầu thủ có khả năng tì đè, có khả năng dứt điểm và chọn vị trí kết thúc rất tốt. Nền tảng thể lực và thể hình của cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Nhất là rất tốt. Và lúc này thì có lẽ là chúng ta nên tận dụng ưu thế về mặt kỹ thuật để có thể triển khai bóng dựa vào nỗ lực của những cá nhân chơi bóng đẹp mắt như là Tuấn Anh hay Công Phượng. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay tuy thiếu vắng đội trưởng Abdullah Ali ở giữa sân nhưng vẫn còn đó ba màn. Một cầu thủ thu hồi bóng cũng rất tốt. Dứt điểm từ xa. Cú đá của Tuấn Anh. Có thể thấy là chúng ta đang chơi rất tự tin. Khi có cơ hội thì các cầu thủ chúng ta cũng thể hiện được sự quyết đoán. Và điều đó đã được thể hiện qua cú sút xa của Tuấn Anh vừa rồi. Người bị đau là Baman. Baman là cầu thủ đánh chặn rất tốt bên phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại ASEAN 2014 thì Olympic Việt Nam đã bị thua Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó là trận đấu mà chúng ta cũng đã chơi khá tốt trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. 18. Tuy nhiên với trình độ nhỉnh hơn thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cuối cùng cũng đã có được thắng lợi trước Olympic Việt Nam tại ASEAN 2014. Những người còn sót lại trong đội hình Olympic Việt Nam ở trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất năm 2014 và lúc này là Thanh Hiền và Duy Khánh. Tuy nhiên ngày này cả Thanh Hiền và Duy Khánh đều không xuất phát. Cả hai đều đang bị chấn thương. Nỗ lực phòng ngự vừa rồi là của Văn Thanh và anh đã khiến cho Amba bị đau. Phút thứ 10 hiệp 1 trận đấu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Việt Nam. Tỷ số vẫn đang là không đều. Chúng ta đang tổ chức bắt người khá chặt ngay từ khu vực giữa sân. Bảo vệ khung thành của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay vẫn là thủ môn mang áo số 22 Al-Falahi.
người đã bắt chính trong cả hai trận đấu trước của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Xuân Trường, Tuấn Anh. Pha đi bóng rất tự tin của Tuấn Anh. Đức Huy ngày hôm nay vẫn hoạt động bên phía cánh trái trong hàng tiền vệ của U23 Việt Nam. Ở trận đấu gặp Australia thì Đức Huy đã lần đầu tiên được đá chính. Vậy đã chơi tốt. Đường chuyền của Tuấn Anh, Tốc Phượng. Tuấn Anh. Có thể thấy là các cầu thủ áo trắng cũng theo người rất sát. Tuấn Tài đang rất cố gắng để thể hiện mình trong lần đầu tiên được thi đấu. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực dứt điểm của Tuấn Tài. Tiền đạo mang áo số 18. Như vậy là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã buộc phải có sự thay đổi người khi mà Bawan bị chấn thương và không thể thi đấu tiếp. Đường chuyền vừa rồi đã không thể đến được vị trí của Tuấn Tài. Tuy nhiên chúng ta đang tạo ra được áp lực nhất định về phía khung thành của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này mở ra hy vọng về việc có được bàn thắng cho các thủ áo đỏ. Nỗ lực của Công Phượng. Tuấn Anh. Không có lỗi của cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và lúc này chúng ta đang đẩy cao đội hình tấn công, nhưng cũng cần phải cẩn trọng với những tình huống phản công của đội bạn. Thi đấu với tinh thần không buộc phải thắng, thế nên trong những phút vừa qua có thể thấy là các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Nhất cũng không đầy cao đội hình. Mặc dù chúng ta đã có lợi thế về mặt thế trận trong phút đầu trận, hậu vệ có thể dâng cao nhưng không được quên nhiệm vụ phòng ngự. Đức Huy. Tại ASEAN 2014 thì chúng ta đã thua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số là 1-3. Bàn thắng duy nhất của Olympic Việt Nam ở trận đó được ghi do công của Huy Hùng ở phút 87. Đó là bàn thắng danh dự. Đó là trận đấu mà chúng ta đã thua Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở vòng 1/8 môn bóng đá nam của ASEAN 2014. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì trận đấu đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trước bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là trận đấu ở vòng bảng của Asian Cup 2007 khi chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Đó là trận đấu mà chúng ta đã thắng đội tuyển quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số là 2-0 với hai pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh. Đó là một chiến thắng thực sự đã gây ấn tượng mạnh tại châu Á. Ngay trong lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam được
tham dự vòng chung kết Asian Cup. Các cầu thủ của chúng ta đang thi đấu khá quyết liệt. Vừa rồi là pha tranh chấp của Mạnh Hùng. Alex Berry đã bị đau sau pha tranh chấp vừa rồi. Alex Berry cũng là chân sút đáng chú ý trên hàng công của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và các hậu vệ của chúng ta cần phải hết sức tập trung để ngăn chặn sự nguy hiểm của cầu thủ này. Mạnh Hùng. Đức Huy. Tuấn Anh. Đường chuyền của Hoàng Lâm. U23 Việt Nam cũng sử dụng những đường chuyền dài nhằm đến vị trí của Tuấn Tài. Công Phượng. Chúng ta đang có một cái chơi không quá cứng nhắc. Pha dâng cao của Văn Thanh. Và lúc này thì các cầu thủ áo đỏ vẫn đang cố gắng phối hợp đưa bóng áp sát khung thành của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì khi cần thì chúng ta cũng tung ra những đường chuyền dài nhắm đến vị trí của Công Phượng và Tuấn Tài phía trên. Đó là một cách chơi khá linh hoạt. Mạnh Hùng. Tuấn Anh. Xuất xa. Khá nguy hiểm. Thêm một cú đá từ xa nữa của Xuân Trường. Ngày hôm nay có nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Gia Lai Arsenal JMG đá chính. Vậy nên người hâm mộ đang rất hy vọng là sự hiểu nhau giữa các cầu thủ này sẽ mang lại sức sống mới cho U23 Việt Nam trước U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và từ đầu trận đấu đến giờ thì những Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng đang rất nỗ lực để thực hiện điều đó. Tuấn Anh. Thêm một cầu thủ áo trắng nữa bị đau. Chúng ta cùng xem lại cú đá từ xa của Xuân Trường. Cú đá khiến cho thủ môn của các tiểu vương quốc là thứ nhất phải lúng túng. Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng là những cầu thủ trẻ của Hoàng Gia Lai sẽ ra nước ngoài thi đấu. Xuân Trường sẽ thi đấu cho Incheon United của Hàn Quốc. Còn Công Phượng và Tuấn Anh sẽ sang Nhật Bản, mặc áo Mito Polyhop và Yokohama. Như vậy là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ tiếp tục phải có sự thay đổi người. Đội trưởng Abdullah Ali sẽ phải vào sân. Một sự thay đổi người sớm hơn dự định của ban huấn luyện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cho đến thời điểm này đã có hai cầu thủ áo trắng bị đau, không thể tiếp tục thi đấu.
các cầu thủ U23 Việt Nam đang thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao và chúng ta cũng đang đá khá quyết liệt, không ngại va chạm. Abdullah Ali đã vào sân. Hãy thay cho Salim Ali, cầu thủ bị chấn thương. Hai mươi phút hiệp một trận đấu giữa các tuyển Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Việt Nam đã trôi qua, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Trong hai mươi phút đã qua, chúng ta đã chơi khá tốt. Tuy theo thống kê chúng ta cầm bóng ít hơn đội bạn, nhưng cầu thủ áo đỏ lại cầm nhịp được trận đấu và tấn công nhiều hơn về phía khung thành của đội bóng áo trắng. Salem Sultan. Nỗ lực cứu bóng của Mạnh Hùng. Sau khi Abdullah Ali vào sân thì hàng tiền vệ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ trở nên rất đáng gờm. Abdullah Ali là cầu thủ tâm nhiều trận đấu, chơi rất sáng tạo. Hai đường bóng vừa rồi là của Đức Huy và sẽ có penalty. Bóng đã chạm tay cầu thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha phối hợp giữa Công Phượng và Đức Huy. Đúng là bóng đã chạm tay cầu thủ mang áo số 18 của đội bạn. Đó là Mohamed Souro. Mohamed Souro là cầu thủ mới bật sang thay người bên phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và đây là cơ hội rất lớn để chúng ta có thể ghi được bàn thắng mở tỷ số. Cơ hội được dành cho Công Phượng. Sẽ là rất ý nghĩa nếu Công Phượng ghi được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay, ngày 20 tháng Giêng, sinh nhật của anh. Cơ hội để U23 Việt Nam có bàn thắng thứ hai tại giải lần này. Công Phượng đối mặt với Afalahi. Rất tốt, tỷ số là 1-0 cho U23 Việt Nam. Niềm vui đã đến với các cổ động viên của U23 Việt Nam trên khán đài sân Grand Hamad. Công Phượng đã có được bàn thắng đầu tiên tại giải đấu lần này. Một bàn thắng hết sức có ý nghĩa. Đó là kết quả của tinh thần quyết tâm khi nhập cuộc và một lối chơi hợp lý của cầu thủ U23 Việt Nam. Chúng ta đã tạo ra sức ép, tạo ra những cơ hội và đã có được quả penalty. Và Công Phượng đã không mắc một sai lầm nào để mở tỷ số cho các cầu thủ áo đỏ. Bàn thắng mở tỷ số được ghi vào phút 24 của trận đấu. Người đã tạo ra cơ hội là Đức Huy với một nỗ lực đi bóng từ bên phía cánh trái và đưa bóng vào. Bóng đã chạm tay hậu vệ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta đã vượt lên. Lần đầu tiên U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước tại giải đấu lần này. Bàn thắng và tỷ số chắc chắn sẽ mang lại tinh thần tốt hơn cho các học trò của Toshiya Miura. Chúng ta có thể hướng tới kết quả tốt đẹp. Công Phượng đã thể hiện được sự bình tĩnh khi đá quả penalty mở tỷ số. Rất tự tin. Bàn thắng mở tỷ số, Công Phượng sẽ giúp cho chúng ta dễ chơi hơn. Theo thống kê thì cho đến thời điểm này, U23 Việt Nam có nhiều cú dứt điểm hơn hẳn so với đội bạn. Chúng ta đã có 6 pha kết thúc so với 1 của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Điều đó phản ánh đúng cục diện ở trên sân. Cầu thủ U23 Việt Nam đang mang lại sự hài lòng cho những người hâm mộ. Văn Thanh. Pha chặn bóng vừa rồi là của Abdullah Ali. Tuấn Anh. Những pha phối hợp rất tự tin và nhuần nhuyễn. Những tinh thần thoải mái của các thủ áo đỏ. Đức Huy. Lại là một tình huống ở bên phía bên trái. Mạnh Hùng. Các hậu vệ của đội bạn đã hỗ trợ tốt cho nhau trong tình huống vừa rồi. Việc U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước có lẽ nằm ngoài tính toán của ban huấn luyện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với bàn mở tỷ số thì Công Phượng chính là cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại giải đấu lần này. Đó cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải nhận bàn thua đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay. Đó là bàn thua trước U23 Việt Nam. Quả phạt cho đội bạn. Chúng ta cũng cần phải rất cẩn trọng với những tình huống chơi bóng bổng của các thủ áo trắng. Những cầu thủ có chiều cao rất tốt. Công Phượng. Vừa rồi Công Phượng chuyền bóng không được tốt. Công Phượng đã thể hiện sự hết mình trong tình huống này. Một pha tranh chấp quyết liệt và lấy bóng rất tốt. Pha bóng vừa rồi đã thể hiện kỹ thuật tốt của Công Phượng. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa cú đá penalty thành công của tiền đạo mang áo số 10 bên phía U23 Việt Nam. Khoảnh khắc tôi nói là rất khó quên của các huấn viên Việt Nam có mặt trên sân Grand Hamad. Lại có thêm một cầu thủ áo trắng nữa bị đau. Hiệp 1 của trận đấu đã trôi qua được gần 30 phút. Rashid đang tập tễnh. Tuấn Anh. Salim Sultan. Sau khi bị thủng lưới thì có lẽ là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ đề cao đội hình nhiều hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Chúng ta sẽ cần phải tập trung nhiều hơn nữa cho hàng phòng ngự. Khi được bạn dâng cao cũng đồng thời mở ra những cơ hội, những khoảng trống mà chúng ta có thể khai thác. Và lúc này chúng ta đang có lợi thế dẫn bàn, đang có lợi thế về tinh thần. Và vấn đề vào lúc này làm sao cân bằng được giữa cách chơi phòng ngự và tấn công hợp lý. Làm sao chúng ta bảo vệ được tỷ số và hướng đến khung thành của đối phương và gia tăng cách biệt.
Trong lần đầu tiên được thi đấu thì Văn Thanh đã thể hiện rõ sự năng nổ. Trong trận đấu cùng giờ giữa U23 Jordan và U23 Australia, cho đến phút 30 của trận đấu tỷ số vẫn đang là không đều. Chúng ta vừa xem lại lần nữa pha tranh chấp của Công Phượng với Saif Rashid sau nỗ lực tranh chấp cùng với số 10 của chúng ta, thì số 20 của đội bạn cũng đã bị đau và đã phải rời sân. Câu trả lời của U23 Việt Nam. Công Phượng đã bị thổi phạt. Đó là một tình huống kéo từ phía sau. Tuấn Tài không được. Tuấn Tài có điểm hơi với và cũng không có đồng đội nào hỗ trợ cho anh. Tuấn Anh. Người vừa lấy lại được bóng là Xuân Trường. Đức Huy. Tuấn Anh. Pha xử lý rất tốt. Chuyền của Xuân Trường. Không được. Vẫn còn, có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm. Vừa rồi thủ môn của đội bạn đã phải lựa chọn giải pháp an toàn. Tiếc là đã không thể có cầu thủ áo đỏ nào băng vào đá bồi. Tuấn Tài đang bị đau. Pha phối hợp rất hay của cầu thủ U23 Việt Nam và người thúc là Đông Triều. Thêm lần nữa chúng ta thấy được sự ăn ý của các cầu thủ trưởng thành từ đào tạo ngoài ra là Arsenal James. Đã không có lỗi việt vị trong tình huống vừa rồi. Còn khoảng 10 phút nữa là hiệp 1 của trận đấu sẽ khép lại. Mubarak vào sân để thay cho Saif Rashid. Ngay trong hiệp 1, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải thay 3 người. Đó là điều nằm ngoài dự đoán của đội bóng này. Chúng ta vừa xem lại một lần nữa pha kết thúc của Đồng Triều. Đã có 3 cầu thủ của đội bạn bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Chúng ta đang chơi với tinh thần quyết tâm cao. Đang chơi khá quyết liệt. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải giữ được cái đầu lạnh. Sự quyết liệt là cần thiết.
nhưng cũng không nên chơi quá quyết liệt để rồi phải nhận những thẻ phạt để rồi sau đó bị truất quyền thi đấu. Lối chơi quyết liệt của chúng ta phần nào đã làm giảm đi sự nguy hiểm của các tiểu vương quốc là thứ nhất. Chúng ta đã hạn chế được sức mạnh của các thủ áo trắng. Điều mà người hâm mộ Việt Nam trông chờ trận đấu này là một kết quả đẹp và một lối chơi cũng thật thuyết phục và đẹp mắt. Abdullah Ali. Đức Huy, vẫn là Đức Huy, không được. Abdullah Ali đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự về phía các tiểu vương quốc Ả Rập nhất. Một chuyền hơi sâu. Một lần nữa bóng lại được truyền lên cho Tuấn Tài. Đường truyền của Đông Triều. Nếu cú chạm bóng của Đông Triều giảm lực đi một chút nữa thì có lẽ là Tuấn Tài đã khống chế được bóng. Hiệp 1 của trận đấu đang trôi về những phút cuối. Và lúc này thì U23 Việt Nam đang dẫn U23 các tiểu vương quốc Ả Rập nhất với tỷ số là 1-0. Bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm này được ghi do công của Công Phượng từ chấm phạt đền. Trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Australia vẫn đang có tỷ số là 0-0. Công Phượng quả phạt cho U23 Việt Nam. Thẻ vàng đã được rút ra. Người phải nhận thẻ vàng là Ghanim Alalawi. Thẻ vàng là xác đáng. Nỗ lực đi bóng của Công Phượng. Ghanim Alalawi đã tranh chấp từ phía sau. Góc sút của quả phạt này là khá rộng và đây có thể coi là một cơ hội nữa để cho U23 Việt Nam có thể làm nên chuyện. Một trong những cầu thủ đứng trước bóng là Xuân Trường. Xuân Trường và Đông Triều, cặp cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Đông Triều đã đi cao hơn so với khung thành của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Từ đầu trận đấu đến giờ thì các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập nhất cũng chưa tạo được áp lực lớn về phía khung thành của Văn Tiến. Màn trình diễn của các thủ áo đỏ có thể đang khiến cho Toshiya Miura hài lòng. Đức Huy
Đức Huy đẩy bóng hơi dài. Vừa rồi là pha vào bóng quyết liệt của Surua. Surua chính là cầu thủ đã để bóng chạm tay sau pha đưa bóng vào của Đức Huy, dẫn đến quả penalty cho U23 Việt Nam. Tuấn Anh không được. Cơ hội phản công cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Amba. Công Phượng đã lùi về để tham gia phòng ngự. Công Phượng đang di chuyển rất nhiều. Pha xử lý vừa rồi là của Hoàng Lâm. Văn Thành rất tốt. Chúng ta đang thi đấu lăn xa. Tiếng còi đã cất lên. Người bị đau là Nam Anh, cầu thủ của Hà Nội T&T. Nam Anh đã bị cầu thủ đội bạn dẫm vào bàn chân. Người đã khiến cho Nam Anh bị đau là Alak Berry. Đây là trận đấu thứ hai của Nam Anh tại giải đấu lần này. Ở trận đấu gặp Australia thì anh đã vào sân thay người. Những cố gắng của Văn Thanh. Quý vị và các bạn có thể truy cập website thetao.vtv.vn để theo dõi lại bàn thắng mở tỷ số của U23 Việt Nam vào lưới của U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thắng của Công Phượng. Có lẽ việc phải thay đến 3 cầu thủ ngay trong hiệp 1 là điều mà ban huấn luyện của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không ngờ tới. Và có lẽ cả việc bị dẫn trước cũng là điều khiến cho đội bóng Tây Á bị bất ngờ. Nam Anh sẽ phải rời sân. Nếu Nam Anh không thể tiếp tục thi đấu thì U23 Việt Nam sẽ phải có sự thay đổi người. Ở ngoài sân còn có trung vệ Tiến Dũng. Số lần phạm lỗi của U23 Việt Nam là nhiều hơn so với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ của chúng ta. Trong khoảng thời gian cuối cùng của hiệp 1 thì U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang vùng lên. Họ đang cố gắng gia tăng sức ép về khung thành của Văn Tiến. Nỗ lực vừa rồi là của Amba. Công Phượng. Nỗ lực của Đông Triều. Trọng tài đã không thổi phạt cầu thủ của đội bạn. Có lẽ hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía cầu thủ U23 Việt Nam. Đó là một kết quả mà chúng ta mong đợi. 4 phút là thời gian bù giờ của hiệp 1. Văn Tiến vừa rồi đã phải băng ra.
có thể các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ sử dụng bóng bổng nhiều hơn. Pha xử lý không thành công vừa rồi là của Alak Berry. Vừa rồi Văn Tiến đã băng ra khá hợp lý. Anh đã đâm bóng ngay trên đầu của Al-Hasmi. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Văn Tiến không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Tuấn Anh, Đức Huy, đánh đầu của Đông Triều, Tuấn Tài, cơ hội. Một hậu vệ của đội bạn đã kịp che người. Tuấn Tài đang rất cố gắng để tìm kiếm bàn thắng. Chạm bóng của Đông Triều. Cơm của các thủ áo trắng rất khó chịu. Aba dứt điểm từ xa, cú đá rất căng. Đó là cú đá của Ghanim Alalawi. Các hậu vệ của chúng ta cần phải chơi dứt khoát hơn. Vừa rồi là một tình huống xử lý bóng hơi phiêu lưu trước khung thành dưới áp lực của đội bạn. Rất nguy hiểm nếu như chúng ta cứ tiếp tục lặp lại điều đó. Tuấn Anh đã bị phạm lỗi. Thời gian bù giờ của hiệp 1 đã sắp hết. Có lẽ các học trò của Toshiya Miura sẽ bảo toàn được cách biệt mong manh 1-0 sau 45 phút hiệp đầu tiên. Văn Thành đang thi đấu rất tốt. Thêm một đường chuyền dài lên phía trên cho Tuấn Tài. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã dừng lại. Cho tới chính người Ả Rập Xê Út, ông Fahad Al-Midasi đã nổ tiếng còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên. Kết quả các cầu thủ chúng ta rời sân và dẫn trước đội bạn với tỷ số là 1-0. Bàn thắng được ghi từ chấm 11m do công của Công Phượng. Trong hiệp 1 chúng ta đã chơi rất tốt, chơi tự tin, cầm nhịp được trận đấu và tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và bàn thắng đến với chúng ta là một thành quả hết sức xứng đáng. Xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với phần bình luận giữa trận đấu của chúng tôi. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với sân vận động Ran Hamad ở Doha, Qatar để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và U23 Việt Nam. Trận đấu ở lượt đấu cuối cùng bảng D của vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á năm 2016. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 của trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Fahad Al-Midasi, trọng tài người Ả Rập Xê Út.
Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 được ghi do công của Công Phượng từ chấm phạt đền. Đó là thành quả của một lối chơi hợp lý, của những pha tấn công liên tiếp và một thế trận tốt hơn của U23 Việt Nam trước U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và chúng ta đã vượt lên nhờ bàn thắng của Công Phượng sau một cú dứt điểm rất tự tin từ chấm 11m. Đức Huy là người đã mang về quả phạt đền cho U23 Việt Nam sau tình huống đưa bóng vào của cầu thủ mang áo số 21, thì hậu vệ của đội bóng áo trắng đã để bóng chạm tay và trọng tài Fahad Al-Midasi đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Công Phượng đã rất bình tĩnh đánh bại được thủ môn của đội bạn để mở tỷ số. Nhìn chung trong hiệp 1, U23 Việt Nam là đội chơi tốt hơn, cầm nhịp trận đấu, tổ chức nhiều đợt tấn công hơn và có nhiều tình huống dứt điểm về phía khung thành của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hơn. Đó là một lối chơi mà người hâm mộ rất mong chờ. Chúng ta cũng đang có được kết quả tốt trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong trận đấu ngày hôm nay thì có vẻ như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hơi chủ quan khi họ không đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Trong đó phải kể đến Said và Abdullah Ali. Chỉ khi mà U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có những trường hợp chấn thương thì ban huấn luyện của họ mới buộc phải đưa những cầu thủ tốt nhất của mình vào sân. Và một trong số đó là Abdullah Ali. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã chơi khá quyết liệt. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên đã có 3 cầu thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị chấn thương và phải rời sân. Và như vậy là đội bạn đã sử dụng hết quyền thay người. Văn Thanh. Chúng ta vẫn tiếp tục có được sự tự tin ở những phút thi đấu đầu tiên hiệp 2. Người đưa bóng vào là Đông Triều. Văn Thành đã phạm lỗi với Abdullah Ali, trụ cột của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau khi vào sân thay người thì Abdullah Ali đeo băng đội trưởng, người đã rời sân trước đó chính là Baman, người đã đeo băng thủ quân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở đầu trận. Bàn thắng mở tỷ số của U23 Việt Nam ngoài việc giúp cho chúng ta có lợi thế về tinh thần, giúp cho chúng ta có lợi thế về mặt tỷ số, còn có rất nhiều ý nghĩa. Vì đó là bàn thắng được làm nên bởi hai cầu thủ có sinh nhật vào dịp này, đó là Đức Huy và Công Phượng. Đức Huy là người tạo ra cơ hội, còn Công Phượng là người kết thúc. Phút thứ 5 hiệp 2 trận đấu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Việt Nam, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía cầu thủ của chúng ta. Công Phượng vẫn là cầu thủ áo số 10, cú tạt đi bóng, cắt ngang, không được. Rất tiếc là không có cầu thủ nào băng vào dứt điểm. Bóng tiếp tục trôi ra và đội trưởng Mạnh Hùng đã băng lên. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực của Công Phượng. Một pha xử lý bóng đã khiến cho hậu vệ của đối phương bị bất ngờ. Mạnh Hùng đã từ tuyến dưới băng lên nhưng rất tiếc là cú đá của anh lại không chính xác. Trận đấu cùng giờ giữa U23 Jordan và U23 Australia vẫn đang có tỷ số là 0 đều. Với những gì đang diễn ra thì U23 Australia
đang có lợi thế. Nếu cầm hòa được Jordan với tỷ số là 0-0, đồng thời các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thua Việt Nam với tỷ số 0-1, thì đội đi tiếp là Australia. Nếu hòa Jordan, Australia cũng được 4 điểm như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng họ sẽ hơn về chỉ số phụ. Trước trận này thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xếp trên Australia nhờ vào số bàn thắng bại cao hơn, dương 1. Thêm một cầu thủ áo trắng nữa bị đau. Vừa rồi là tình huống phòng ngự của Nam Anh. Cuối hiệp 1 thì Nam Anh đã bị đau, nhưng Anh vẫn tiếp tục thi đấu được. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tạo được sức ép cần thiết về phía khung thành của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta cần phải tiếp tục cách chơi này để duy trì sự hưng phấn và tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Từ đầu trận đến giờ thì cặp trung vệ Nam Anh và Hoàng Lâm chưa phải chịu quá nhiều sức ép. Cho đến điểm này thì hàng tiền vệ của U23 Việt Nam đã chơi rất tốt, cầm nhịp được trận đấu. Xuân Trường và Tuấn Anh đã lĩnh sướng hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam. Cho đến điểm này thì tuyến giữa của chúng ta chơi tốt hơn hẳn so với các tiền vệ của đội bạn. Pha tấn công của các thủ áo trắng khá nguy hiểm. Chút nữa đã có một tình huống phản lưới nhà. Đó là pha xử lý của Văn Thanh. Đường chuyền vừa rồi là của Mubarak. Các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Nhất cũng bắt đầu sử dụng đến những tình huống bóng bổng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng nguy hiểm của đội bạn tạo ra. Không có lỗi việt vị. Đường chuyền rất khó chịu. Đường chuyền của Ghanim Alalawi và Toshien Mura đã tỏ rõ sự không hài lòng trong các chơi phòng ngự của các học trò. Khá nguy hiểm. Văn Tiến đã băng ra. Dứt điểm từ xa. Trong tình huống mà Văn Thành chút nữa đã phản lưới nhà thì người băng vào gây áp lực về phía đội bạn là Al Hasmi. Phút thứ 10 của hiệp 2, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Văn Thành, Công Phượng, đường chuyền rất hợp lý sang bên phía cánh trái, Đức Huy. Đường chuyền của Tuấn Anh, pha phối hợp giữa Tuấn Anh và Đức Huy. Vẫn là pha đi bóng quen thuộc của Đức Huy.
Rất tiếc là Đức Huy đã phạm lỗi. Sự hoạt động năng nổ bên phía cánh trái của Đức Huy thực sự đã gây ra nhiều khó khăn cho các hậu vệ của đội bóng áo trắng. U23 các tiểu vương quốc Ngà là thứ nhất đã đẩy cao đội hình nhiều hơn. Họ đang rất quyết tâm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Văn Tiến. Thêm một pha tấn công nữa của các áo trắng đến chuyền của Mubarak. Lần này thì Văn Tiến đã chơi tốt. Những pha tấn công của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong những vừa qua liên tục đưa bóng tìm đến vị trí của Al Hasmi. Tuấn Anh, chúng ta vẫn đang dâng cao nhưng cũng cần phải đảm bảo được sự chắc chắn ở tuyến dưới. Pha căng ngang của Mubarak là khá nguy hiểm, bóng đã chạm tay cầu thủ bạn nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Bóng đã chạm tay của Alakberry. Có lẽ chúng ta cho rằng đó là một lỗi không cố ý. Các cổ động viên Việt Nam vẫn đang ủng hộ hết sức nhiệt tình cho thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura. Mạnh Hùng. Không có gì khó khăn với Văn Tiến. Trong những phút vừa qua thì cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội bạn chính là Mubarak. Vừa rồi thì Mubarak đã thực hiện đường chuyền cho Wamba. Trong hiệp 1, Wamba không để lại ấn tượng. Các cầu thủ chúng ta vẫn đang rất tự tin trong việc thực hiện những pha bóng kỹ thuật. Có thể kết thúc. Bóng đi hơi lập bập. Nỗ lực của Amba. Phút thứ 15 của hiệp 2. Văn Tiến đã phải làm việc nhiều hơn trong những phút vừa qua. Abdullah Ali. Các cầu thủ áo trắng đang tìm cách kéo giãn cự ly đội hình của U23 Việt Nam để tìm khoảng trống. Chuyền của Rashid. Chúng ta vẫn đang bắt người chặt. Xuân Trường đã bị phạm lỗi. Thank you.
Văn Thành. Tiếng chuyền của Xuân Trường. Công Phượng. Văn Thành. Đức Huy. Công Phượng. Chiều cao không tốt bằng đội bạn đã không cho phép cầu thủ chúng ta có thể thực hiện được những pha đánh đầu trong những tình huống bóng vừa qua. Văn Thành. Xuân Trường. Tuấn Anh. Mạnh Hùng. Đức Huy. Xuất xa. Vừa rồi Tuấn Anh đã thủ tài thủ môn đội bạn. Khoảng trống trước mặt Tuấn Anh là rất lớn. Anh đã tung ra một pha kết thúc đầy quyết đoán. Vừa rồi cũng là một giải pháp hợp lý của Tuấn Anh. Tuấn Tài. Vẫn là Tuấn Tài, có thể dứt điểm. Tuấn Tài dứt điểm hơi hiền. Vừa rồi thì thủ môn đội bạn cũng đã theo góc chính xác. Hàng tiền vệ của các tiểu vương quốc ở thứ nhất vẫn chơi không tốt. Tuyến giữa của đội bóng áo trắng vẫn không cầm được bóng. Bây giờ thì họ đang thực hiện điều chuyển dài. Cần phải rất cẩn trọng những pha nhồi bóng vào trong vòng cấm địa từ phía các cầu thủ U23 các tiểu vương quốc là nhất. Những pha nhồi bóng như vậy sẽ rất dễ gây ra xáo trộn. Mubarak. Đội trưởng của Musabe. Công Phượng. Công Phượng chuyển bóng hơi non. Rất tiếc đã có một tình huống phản lưới nhà. Đó là tình huống phản lưới nhà của Hoàng Lâm. Từ một tình huống chơi bóng bổng của đội bạn thì hậu vệ của chúng ta đã lúng túng phản lưới nhà. Đó quả là một điều hết sức đáng tiếc. Một đánh đầu của Hoàng Lâm chẳng khác gì pha kết thúc của tiền đạo đội bạn. Và Văn Tiến đã không có cơ hội. Văn Tiến cũng rất ngỡ ngàng trước tình huống phản lưới nhà vừa rồi của đồng đội. Tỷ số đã được san bằng 1-1. Nếu hòa U23 Việt Nam thì U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ giành vé đi tiếp. Nỗi buồn của các cổ động viên Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người đã đưa bóng vào bên phía đội bạn là Alak Berry. Trong những phút vừa qua thì bộ đôi Alak Berry và An Hasmi bên phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có nhiều pha phối hợp tấn công hơn. Trong tiếng vừa rồi, ở ngay phía sau Hoàng Lâm là An Hasmi. Có lẽ vì vậy mà Hoàng Lâm đã lúng túng trong tình huống xử lý bóng, tình huống giải nguy và đã phản lưới nhà.
phút thứ 21 của hiệp 2. Tỷ số là 1-1. U23 Việt Nam có sự thay đổi người, Hoàng Lâm rời sân để nhường chỗ cho Tiến Dũng. Ở trận đấu đầu tiên được ra sân trận này thì Hoàng Lâm đã phản tới nhà, và đó là điều hết sức đáng tiếc đối với trung vệ của đội tuyển Long An. Văn Thành, đường chuyền của Xuân Trường, Văn Thành. Xuân Trường. Mạnh Hùng. Chúng ta vẫn đang có được một thế trận khá tốt và vẫn có nhiều hy vọng để tìm kiếm thêm bàn thắng. Tô Phượng. Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh, rất tốt. Tỷ số là 2-1 cho U23 Việt Nam. Niềm vui lại lần nữa đến với các cổ động viên của Việt Nam. Bàn thắng được ghi một cách khá bất ngờ đến từ nỗ lực của Tuấn Anh. Tuấn Anh đã có bàn thắng đầu tiên của mình tại giải đấu lần này sau pha phối hợp với Công Phượng. Dùng kỹ thuật loại bỏ một loạt các hậu vệ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi tung ra cú dứt điểm. Rất hay. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa bàn thắng của Tuấn Anh. Cú đá không thể cản phá. Phút thứ 68 của trận đấu và U23 Việt Nam lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Hai bàn thắng của U23 Việt Nam cho đến hiện nay đều được ghi do công của các cầu thủ trưởng thành từ đào tạo Hoàng Gia Lai Arsenal JMG. Hồng Duy sẽ vào sân. Hồng Duy vào sân để thay cho Đông Triều. Thêm một cầu thủ Hoàng Gia Lai nữa vào sân. Trong trận đấu gặp Jordan, khi được vào sân thì ông Duy đã thi đấu rất tốt. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho Nam Anh. Nam Anh đã phạm lỗi với Al Hasmi. Bàn thắng thứ hai đến từ nỗ lực cá nhân của Tuấn Anh, và một loạt những pha xử lý bóng kỹ thuật của Tuấn Anh thực sự đã tạo ra được sự đột biến. Phút thứ 25 của hiệp 2 và chúng ta vẫn đang dẫn đội bạn với tỷ số là 2-1. Hàng tiền vệ của chúng ta ngày hôm nay đã chơi rất tốt, đặc biệt là cặp tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh. Xuân Trường đã có rất nhiều đường truyền chính xác, rất nhiều tình huống kiến tạo cho đồng đội. Thực sự cầu thủ mang áo số 8 đã có một trận đấu nổi bật.
Ở bàn thua thứ hai, các hậu vệ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã không thể làm gì được trước những pha xử lý bóng đầy kỹ thuật của Tuấn Anh. Những pha xử lý bóng đầy kỹ thuật đó thực sự đã làm nên sự khác biệt trước khi Tuấn Anh dứt điểm chính xác để mang về bàn thắng thứ hai. Chúng ta lại vươn lên dẫn trước, nhưng cũng cần phải tập trung hơn nữa cho khâu phòng ngự, tránh những sai sót. Vừa rồi đã có lỗi việt vị của đội bạn. Cố Phượng. Lại là pha xử lý của Alak Bari. Và lưới của U23 Việt Nam lại rung lên một lần nữa. Tỷ số là 2-2. Một bàn thắng đầy bất ngờ. Mạnh Hùng đã để cho Alak Bari vượt qua. Và cầu thủ này khi phát hiện thấy bàn tiến lên hơi cao đã quyết định thực hiện một lộ bóng về phía khung thành của U23 Việt Nam. Không thể cứu thua trong pha bóng này. Văn Tiến đã nỗ lực lùi về. Trước khi bóng làm tung lưới của chúng ta thì bóng đã chạm vào cột dọc. Alak Bari đã san bằng tỷ số 2-2 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vậy là hai bàn thắng của đội bạn cho đến lúc này đều có dấu giày của Alak Bari. Ở bàn thắng đầu tiên thì Alak Bari cũng đã thực hiện một tình huống đưa bóng vào trong từ bên phía cánh phải, khiến cho Hoàng Lâm phản lưới. Và tình huống rồi thì anh đã trực tiếp ghi bàn. Chuyền của Đức Huy. Làm một lần nữa chúng ta để cho đội bạn săn bằng được cách biệt. Bóng đã chạm tay Công Phượng trong tình huống vừa rồi. Là những tình huống mất tập trung ở hàng phòng ngự và U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Ở bàn thua thứ hai của chúng ta thì đội bạn đã tận dụng được sự dâng cao của Văn Tiến. Xuân Trường đã để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu ngày hôm nay với sự năng nổ, linh hoạt ở khu vực giữa sân cùng những đường truyền sắc sảo cho đồng đội. Trận đấu cùng giờ giữa U23 Jordan và U23 Australia vẫn đang có tỷ số là 0-0. Mạnh Hùng đã phải nhận thêm thẻ vàng nữa. Mạnh Hùng đã
cao chân trong tình huống vừa rồi. Anh đã phạm lỗi với Mubarak và đã phạt cho đội bạn. Mubarak khá nguy hiểm. Có penalty cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi bóng đã chạm tay một cầu thủ Việt Nam. Một thẻ đỏ đã được rút ra, đỏ dành cho Xuân Trường. Đó quả là một điều rất đáng tiếc cho Xuân Trường, một trong số những thủ chơi hay nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ là Xuân Trường đã dùng tay chơi bóng. Ta cùng xem lại tình huống mà Xuân Trường đã phải nhận thẻ đỏ. Một quả penalty cho các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thẻ đỏ cho Xuân Trường. Cơ hội để cho đội bạn vượt lên. Hasmi đã thành công với cú đá của mình. Tỷ số là 3-2 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khi mà đội bạn thực hiện nhiều hơn những tình huống bóng bẩn, nguy cơ bị thủng lưới của U23 Việt Nam cũng bắt đầu cao hơn. Liên tục những tình huống chơi bóng ở tầm cao của các thủ áo trắng đã gây ra sự lúng túng cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Lúc này chúng ta chỉ còn chơi với 10 người khi mà Xuân Trường phải rời sân. Thẻ đỏ trực tiếp dành cho Xuân Trường là hơi nặng. Nếu là một thẻ vàng được rút ra dành cho Xuân Trường thì sẽ là hợp lý hơn. Có vẻ như đó là một tình huống bất khả kháng. Cầu thủ đối bạn đã dứt điểm trong thế băng lên của Xuân Trường. Có lẽ trong thâm tâm Xuân Trường cũng không cố ý muốn dùng tay để cản bóng trong tình huống đó. Còn khoảng 10 phút nữa là hiệp 2 của trận đấu sẽ khép lại. Nguy hiểm. Lần này thì Văn Tiến đã băng ra chính xác. Chúng ta vẫn đang có số lần dứt điểm nhiều hơn so với đội bạn. Mặc dù đang chơi thiếu người nhưng chúng ta có thể thấy được quyết tâm
tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số của các cầu thủ U23 Việt Nam. Chúng ta vẫn đang chơi dâng cao. Công Phượng. Pha phản lỗi của Musabe. Said Musabe đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi vừa rồi. Mạnh Hùng sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho U23 Việt Nam. Bóng trôi ngang cao khung thành của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nam Anh cũng đã lên tham gia tấn công. U23 Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người. Thanh Bình vào sân. Người rời sân là Tuấn Tài. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Tuấn Tài không thể có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đã có lỗi việt vị. Bây giờ thì Toshimura đã tung tiền đạo được ông tin dùng nhất là Thanh Bình vào sân với hy vọng tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Chúng ta vừa xem lại tình huống băng ra hợp lý và dũng cảm của Văn Tiến. Trận đấu giữa Jordan và Australia đã có tỷ số là 0-0. Nếu thắng trận này thì U23 các tiểu vương quốc ở thứ nhất sẽ giành ngôi đầu bảng. Tiếng còi đã cất lên, sẽ có thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Nam Anh và thẻ vàng thứ hai. Thêm một cầu thủ nữa của Việt Nam phải rời sân. Chúng ta sẽ chỉ còn chơi với 9 người. Đây là một thẻ vàng xác đáng dành cho Nam Anh. Nam Anh đã cố gắng để ngăn cản Amba. Hiệp 2 của trận đấu đang trôi dần về những phút cuối. Nếu thắng trận này, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được 7 điểm. Trong khi nếu Jordan hòa thì họ sẽ có được 5 điểm sau vòng đấu bảng. Quả phạt cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Amba bóng đã trúng xà ngang. Abdullah Ali. Đội bạn đang gia tăng sức ép. Vào lúc này U23 Việt Nam chỉ còn lại có 9 người khi mà Xuân Trường và Nam Anh đều đã bị chức quyền thi đấu. Chúng ta đang rơi vào thế khó khăn.
quả đá phạt kỹ thuật của Amba. Nếu giành được ngôi đầu bảng sau một đấu bảng thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ gặp U23 Iraq ở tứ kết. U23 Iraq là đội xếp thứ nhì ở bảng C. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tình huống mà Xuân Trường đã bị thẻ đỏ. Văn Tiến trong tình huống này cũng đã băng ra. Xem lại pha quan trọng vừa rồi thì đúng là thẻ đỏ dành cho Xuân Trường hơi nặng. Quả phạt góc cho đội bạn. Người giải nguy là Tiến Dũng. Phản công cho U23 Việt Nam. Công Phượng, vẫn là Công Phượng rất quyết tâm. Công Phượng vẫn tiếp tục xử lý bóng. Pass xử lý của Mạnh Hùng. Thời gian kiểm soát bóng của hai đội là khá cân bằng. Nếu đứng nhì bảng thì U23 Jordan sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Nếu đứng đầu bảng D sau vòng đấu bảng này thì có thể là U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ phải gặp một trong hai đội bóng rất mạnh là Nhật Bản và Iran ở vòng bán kết. Đó là trong trường hợp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vượt qua được Iraq ở vòng tứ kết đã. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2. Tỷ số vẫn đang là 3-2 nghiêng về phía các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lúc này chúng ta chỉ còn chơi với 9 người. Cơ hội dứt điểm. Cú đá không chính xác. Và kết thúc của Alak Berry. Không có lỗi việt vị trong tình huống vừa rồi. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 3 phút. Với việc chơi thiếu đến hai người thì nỗ lực tìm kiếm bàn thắng săn bằng tỷ số lúc này trông chờ rất nhiều vào tài năng của các cá nhân như Tuấn Anh hay Công Phượng. Công Phượng đã ngã trong vòng cấm của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhưng không có penalty.
Công Phượng đã bị đau sau nỗ lực vừa rồi. Người đã theo sát Công Phượng là Ghanim Alalawi. Cũng khó cho các trọng tài để có thể thổi penalty trong tiếng vừa rồi. Những tác động của Ghanim Alalawi là không quá mạnh. Công Phượng đã mở ra hy vọng về một kết quả đẹp cho U23 Việt Nam khi thực hiện thành công quả penalty mở tỷ số. Sau đó thì các cầu thủ chúng ta tiếp tục chơi tốt và vẫn giữ được sự tự tin, trung thành với cách chơi của mình. Tuy nhiên những sai sót ở hàng phòng ngự cũng như sự đáng tiếc từ một tình huống xử lý quá nghiêm khắc của trọng tài chính đã khiến cho chúng ta gặp rất nhiều bất lợi cho đến thời điểm này. Công Phượng đã được các nhân viên y tế đưa ra ngoài sân. Hy vọng là Công Phượng sẽ không bị chấn thương nặng. Các cổ động viên của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ít nhiều phải trải qua những khoảng thời gian căng thẳng ở trận này khi đội bóng của họ hai lần bị dẫn trước. Cho dù có thua trong trận đấu ngày hôm nay, tinh thần thi đấu, cách chơi và sự cống hiến hết mình của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng sẽ khiến cho người hâm mộ hài lòng. Các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng hết sức. Chúng ta đã có được hai bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay trước đối thủ rất mạnh là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội chưa đầy thủng lưới trong hai trận đấu trước đó. Và như vậy là trận đấu đã dừng lại với kết quả là 3-2 nghiêng về phía các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vậy là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có được 7 điểm sau vòng đấu bảng. Trong khi đó thì U23 Việt Nam rời giải và không có được điểm nào. Chúng ta đã chơi tốt trong trận đấu ngày hôm nay và có được hai bàn thắng. Tuy nhiên những sai sót đáng tiếc ở phòng ngự cũng như việc mất người đã khiến chúng ta không thể có được một kết quả tốt hơn sau trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.